Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn Chinh phục nâng cao toán 2, biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Video này thầy cho mình đến với bài tập của tuần 25. So sánh các số tròn trăm, tròn trục tiếp theo. Số có 3 chữ số, viết số thành tổng trăm trục đơn vị. Câu 1. Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là số nào? Đó chính là số 102 nhé. Đáp án là B. Những câu như thế này thì chúng ta có thể nhìn đáp án luôn, ta chọn. Câu 2. Số tròn trục nằm giữa số 650 và 670 thì đó chính là số 660 nhé. Đáp án A. Câu 3. Số liền sau của số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số là số nào? Số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số thì đó là số 900. Số liền sau của số 900 đó là số 901. Câu 3 đáp án C. Câu 4. Điền số tích hợp để so sánh này đúng. Đây đều là hai số có 3 chữ số. Chúng ta sẽ so sánh mà lại là số tròn trục đúng không? So sánh số trăm 3 bằng 3 rồi. Số trục là bằng mấy để bé hơn một trục? Số trục là bằng 0. Chúng ta chọn đáp án D nhé. Tức là ở đây là 300 sẽ bé hơn 310 các em ạ. Câu 5. Điền dấu lớn hơn bé hơn hoặc dấu bằng tích hợp vào ô trống. Ở bên vế trái thì chúng ta sẽ áp dụng cái kiến thức là viết số thành tổng của trăm trục đơn vị đấy. Thì bên vế trái chúng ta sẽ có số 890. Còn bên vế phải ta có số 880. Thì ta thấy là 890 lớn hơn rồi. Vậy ta điền dấu lớn nhé. Đáp án A. Câu 6. So sánh nào sau đây là sai? Chúng ta cũng dựa vào kiến thức viết số thành tổng trăm trục đơn vị. Thì câu 6 chúng ta nhìn đáp án B cho thầy này. Ở bên vế trái chúng ta có số 360. Ở bên vế phải chúng ta có số 350. 360 bé 350 là sai mất rồi. Đúng chưa nào? Chọn sai, đáp án B, sai. Câu 7. Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau đó chính là số 987 nhé. Đáp án là A. Câu 8. Số chẵn liền sau của số tròn trục bé nhất có 3 chữ số là số tròn trục bé nhất có 3 chữ số thì nó là số nào các em? Đó là số 100 luôn. Số chẵn liền sau của số 100 đó chính là số 102. Đáp án D nhé. Câu 9. Một số được viết thành tổng 400 cộng 50 cộng 7, số liền trước của số đó là. Thế bây giờ số nào được viết thành tổng là 450 và 7 đơn vị nhỉ? Chính là số 457. Số liền trước của số 457 là số 456. Đáp án A nhé. Thầy cho chúng mình cùng đến với câu 10. Từ 500 đến 600 có tất cả bao nhiêu số tròn trục? Bây giờ thầy cho chúng mình cùng liệt kê ra. 500 chúng ta tính là một số này. 600 các em cũng phải tính là một số nhé. Số tròn trục là số đơn vị bằng 0 mà. Và tiếp theo chúng ta có từ 510 cho đến 590 là chúng ta có 9 số. Bây giờ tổng kết lại, chúng ta có 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 9 là có tất cả là 11 số nhé. Như vậy câu số 10 chúng ta chọn cho thầy là đáp án B. Câu 11. Cho số 789, nếu xóa đi chữ số hàng trăm thì số đó giảm số đơn vị là. Xóa chữ số hàng trăm là xóa đi 700. Thì nó giảm đi 700 đơn vị rồi. Đáp án là B nhé. Tiếp theo là câu 12. Nếu viết thêm số 68 vào bên trái số 9 thì được số mới tăng thêm số đơn vị là. Đầu tiên là thầy có số 9 này. Viết thêm số 68 vào bên trái ta sẽ được là số 689. Thì nó tăng thêm bao nhiêu đơn vị các em? 689 chẳng qua nó sẽ bằng gì? Bằng 600 cộng 80 và cộng với 9. 9 là cái số ban đầu. Đây là phần tăng thêm này. Vậy là tăng thêm là 680 đơn vị nhé. Chúng mình chọn cho thầy câu 12 đáp án D. Tiếp theo chúng ta đến với câu 13. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số giống nhau nhỏ hơn 500? Đó là những số nào các em nhỉ? Có 3 số giống nhau đó là 111 này, 222 này, 333 này và 444 là những số nhỏ hơn 500. Chúng ta có 4 số nhé. Mình chọn đáp án A. Tiếp theo thầy cho mình đến với câu 14. Số chẵn bé nhất có 3 chữ số mà số trục bé hơn số trăm và lớn hơn số đơn vị là. Số chẵn bé nhất có 3 chữ số mà số trục bé hơn số trăm và lớn hơn số đơn vị. Thì chúng ta có thể dựa luôn vào đáp án các em nhé.
Thì ở đây chúng ta chọn cho thầy đáp án ở câu 14 này, đáp án B chúng ta nhìn này. Ở đây ta thấy rằng là số chục là một bé số trăm chưa? Rồi đồng ý. Và số chục lớn số đơn vị, một lớn không chưa? Rồi hợp lý rồi các em ạ, số 210 nhé. Mà 210 chắc chắn là số chẵn đấy rồi. Câu 15. Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là? Câu này chúng ta cũng có thể dựa đáp án luôn. Câu 15 chúng mình nhìn thấy thầy đáp án C. 9, 8, 3. 9 cộng 8 là 17, 17 cộng 3 là 20. Hợp lý rồi. Câu 16. Từ các tấm thẻ số 0, 1, 2, 5 lập được tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số? Nhớ cho thầy là số chẵn. Thì số chẵn thì số đơn vị phải là 0 hoặc là 2 thôi ở trong bài này. Và mỗi thẻ số chỉ được xuất hiện một lần, đúng không các em? Giờ chúng ta sẽ cùng viết ra nhé. Số trăm này, số chục này và số đơn vị. Bây thầy sẽ cho số đơn vị là 0. Số chẵn mà, số chẵn thì số đơn vị bằng 0 hoặc 2. Thế thì số trăm ở đây có thể là 1, 2 hoặc 5. Số trăm là 1 thì số chục là 2. Số trăm là 1, số chục là 5. 1, 5, 0 này, 1, 2, 0, 1, 5, 0 này. Hết rồi. Bây giờ vẫn số đơn vị là 0, số trăm là 1 hết rồi, chuyển sang số trăm là 2. Chúng mình có gì? Chúng mình có 2, 1, 0. Chúng mình có 2, 5, 0. Tiếp tục này. Số đơn vị là 0, số trăm mình cho là 5. Chúng ta có 5, 2, 0 và 5, 1, 0. Rồi bây giờ hết số đơn vị là 0 rồi, thầy trò mình chuyển sang số đơn vị là 2 nhé. À, số đơn vị là 2 này. Số đơn vị là 2 thì số trăm có thể là 1 hoặc là 5 thôi. Số trăm là 1 đi. Chúng ta có 1, 0, 2. Chúng ta có 1, 5, 2. Tiếp tục này. Số đơn vị là 2, số trăm là 1 hết rồi, chuyển sang số trăm là 5. 5, 0, 2 và 5, 1, 2. Hết rồi các em ạ. Chúng ta cùng đếm tất cả bao nhiêu số thỏa mãn yêu cầu đề bài nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 số kia bạn. Như vậy câu 16 đáp án mình chọn là C. Tiếp theo là câu 17. Từ các tấm thẻ số 0, 1, 3 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số? Chúng mình sẽ lại viết cấu tạo số ra. Số trăm, số chục và số đơn vị. Từ các tấm thẻ số này, thế thì bây giờ số trăm có thể là không được không? Không được. Số trăm có thể là 1 hoặc 3 thôi. Nhớ là thẻ số thì mỗi thẻ số chỉ được xuất hiện một lần nhé. Nào, trăm là 1 thì chục có thể là gì? Chục có thể là 0, đơn vị là 3. 1, 3, 0. Tiếp theo, 3, 0, 1 và 3, 1, 0. Hết rồi, chúng mình có 4 số nhé. Câu 17, đáp án chọn D. Tiếp theo là câu 18. Hoa đang nghĩ đến một số chẵn lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 23. Số Hoa đang nghĩ đến là? Với câu này là số chẵn lớn nhất. Chúng ta loại ngay cho thầy là đáp án B, loại ngay bởi vì đây là số lẻ. Các số còn lại thì chúng ta cộng tổng xem bằng 23 chưa? Thì ở trong câu 18 này chúng mình nhìn đáp án C. 9 cộng 8 là 17, 17 cộng 6 là 23, hợp lý rồi. Tiếp theo thầy cho mình đến với câu 19. Quốc nghĩ đến số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 8. Số mà Quốc nghĩ đến là? Thì chúng mình có thể chọn ngay thầy đáp án D rồi. Số 800 là số lớn nhất tổng các số bằng 8. Ở những câu như câu 19 chúng mình hoàn toàn có thể dựa đáp án chúng ta chọn luôn nhé. Câu 20. Có 3 tổ dân phố tham gia trồng cây. Tổ số 1 trồng được 380 cây. Tổ số 2 trồng được 450 cây. Tổ số 3 trồng được 320 cây. Hỏi tổ nào trồng được nhiều cây nhất? Ở đây chúng ta thấy là cái số 450 là số lớn nhất ở trong 3 con số này đúng không? Vậy ứng với tổ số 2 là trồng được nhiều nhất. Đáp án mình chọn là B nhé. Câu 21. Trang trại nhà Hoa có 300 con vịt, 70 con gà và 9 con ngan. Số con vật nuôi của trang trại nhà Hoa có tất cả là? Ở đây chúng ta sẽ lấy 300 cộng 70 và cộng với 9 là tất cả những số con vật nuôi nhà bạn Hoa. Dựa vào kiến thức viết số thành tổng, trăm chục đơn vị,
379 đơn vị, nó chính bằng 379 nhé. Vậy chúng mình chọn cho thầy đáp án D ở trong câu 21. Tiếp theo là câu 22. Cô Hà xếp 785 quả cam vào các thùng và hộp. Mỗi thùng đựng 100 quả cam và mỗi hộp đựng 10 quả cam. Vậy số cam còn lại bên ngoài là? Để làm câu 22 thì thầy trò chúng ta sẽ dựa vào kiến thức viết số thành tổng trăm chục đơn vị nhé. 785 thì chẳng qua ta sẽ viết thành 700 cộng 80, tức là 80 và cộng với 5 đơn vị. Thì 700 nó sẽ chính là gì nhỉ? 700 có nghĩa chính là 7 thùng. Tại sao? 1 thùng là 100, 7 thùng là 700. Đồng ý chưa? Tiếp theo này. Mỗi hộp là 10 quả, tức là 1 chục quả. Đây là 1 chục nhé. Ở đây là 8 chục quả sẽ ứng với lại 8 hộp. Và sẽ có 5 quả ở ngoài đúng không? Em thấy hợp lý chưa? Như vậy trong câu này chúng ta sẽ chọn 5 quả ở ngoài nhé. Câu 22 đáp án là D. Tiếp theo là câu 23. Con bò rừng nặng 460 kg, con trâu rừng nặng 480 kg và con gấu nặng hơn con trâu rừng. Hỏi con vật nào nặng nhất? Ở đây thì ta thấy ngay là 460 bé hơn 480 rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có bò rừng này. Sẽ làm sao nhỉ? Bò rừng sẽ nhẹ hơn con trâu rừng. Thầy sẽ viết dấu bé hơn nhé. Bởi vì bò rừng là 460 kg mà. Trâu rừng là 480 kg mà. Theo như đề bài lại nói là con gấu nặng hơn con trâu rừng. Như vậy trâu rừng cân nặng. Ở đây đang nói về cân nặng nhé. Đấy, bé là con gấu. Như vậy gấu sẽ phải là nặng nhất. Đáp án mình chọn là C. Tiếp theo chúng ta đến với câu 24. Trang trại nhà Quỳnh nuôi 580 con gà, trang trại nhà Lam nuôi 460 con vịt, trang trại nhà Chi nuôi 610 con ngỗng. Hỏi trang trại nhà bạn nào nuôi nhiều gia cầm nhất? Thế câu này thật là đơn giản thôi, có 3 con số là 580, 460 và 610. Thì ta thấy 610 là lớn nhất rồi. Kiến thức so sánh số có 3 chữ số đúng không? Thì ứng với nhà bạn Chi, câu 24 chúng mình chọn đáp án là C nhé. Câu 25. Ba đội cùng nhau đi thu gom vỏ chai. Số lượng vỏ chai các đội thu gom được là 480 vỏ chai, 380 vỏ chai, 520 vỏ chai. Biết đội 1 thu gom được ít hơn đội 2 nhưng lại nhiều hơn đội 3. Vậy đội 1 thu gom được số vỏ chai là? Với câu này thầy trò chúng mình sẽ cùng so sánh các số này nhé. 380 là bé nhất rồi. Rồi đến bé hơn 480 và 480 lại bé hơn 520. Các em đồng ý chưa? Bây giờ đọc tiếp thông tin này. Đội 1 thu gom được ít hơn đội 2 nhưng lại nhiều hơn đội 3. Đây rồi, đây chính là đội 1. Đội 1 ở giữa. Đội 1 thu gom được ít hơn đội 2. Như vậy đội 2 phải là lớn nhất. Và đội 1 là nhiều hơn đội 3. Đây rồi, các em đã nhìn thấy số vỏ chai tương ứng chưa? Đề bài hỏi chúng mình là đội 1 thu gom được số vỏ chai là. Vậy đội 1 đây chính là 480 vỏ chai. Câu số 25 chúng mình chọn đáp án B nhé. Các em thân mến, vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong 25 câu hỏi của tuần học 25. Thầy chúc các em học tốt. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.